Chào các bạn, hôm nay mình làm video này để nói đến các bạn cái phương pháp để lấy lại kênh YouTube khi mà bị Google càn quét và khóa kênh. Thì làm theo cách của tôi thì các bạn sẽ lấy lại được kênh 100% với điều kiện là kênh video các bạn tự làm hoặc là nửa video các bạn tự làm và nửa là re-up, nhưng trong video đó các bạn không được là dính bản quyền về hình ảnh cũng như là vấn đề nghiêm trọng về bản quyền. Thì hôm nay thì cái kênh của tôi đã lấy lại được, thì Google đã đánh giá được kênh của tôi là an toàn và không có vi phạm trong làm video để up lên YouTube. Thì các bạn nhìn thấy hôm rồi là ngày 24 tháng 2, là cách đây là 3 ngày trước, là Google gửi thư và báo với tôi rằng là chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng do bạn vi phạm nhiều lần hoặc nghiêm trọng trong nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi. Do vậy Google đã gửi cho tôi cái đường link này đây, và khi Google được gửi cho tôi cái đường link này thì lập tức kênh YouTube của tôi đã bị khóa. Thì khóa thì đồng nghĩa với bị treo và dẫn đến là chết kênh. Thì các bạn làm theo những bước của tôi để lấy lại cái kênh YouTube thì các bạn hãy xem đây, và tôi đã lấy lại được. Thì các bạn hãy làm theo những bước như sau. Khi các bạn nhận được thư báo của Google thì các bạn hãy điền thông tin vào, và một chút nữa tôi sẽ gửi cho các bạn một cái file ghi rõ nội dung là như thế nào để cho Google chấp nhận. Thì bây giờ các bạn hãy xem những thư mà tôi đã kháng cáo thành công đây. Thì đây là những cái thư mà tôi đã gửi. Thì các bạn nhìn thấy đây, ở đây là khi tôi đã gửi thì nó để là không tìm thấy địa chỉ. Thì tất nhiên ở đây là do cái bộ máy Google tự động nó gửi thư chứ không phải là do người. Vì vậy mà chúng ta gửi thư lên đều trả về hết, là như vậy. Đây là địa chỉ thư, và tôi cũng cứ gửi lên như vậy hàng ngày theo cái thư này nhưng trả về hết. Và các bạn hãy vào trong những cái form mà Google đã cung cấp cho các bạn để kháng cáo đó. Thì bây giờ tôi sẽ bật tính năng kênh của tôi lên để cho các bạn thấy được là kênh của tôi đã hoàn toàn lấy lại được sau 3 ngày chiến đấu với Google đây. Các bạn đợi một chút xíu. Thì kênh của tôi là hoàn toàn là làm video tự tôi làm, thì kháng cáo rất là dễ dàng. Và tôi biết là video tôi sẽ không bao giờ bị cấp trên vì video tôi là tự làm. Và tất cả các video mà các bạn tự làm thì các bạn yên tâm, và các bạn mạnh dạn kháng cáo thì sẽ không sao. Còn về trường hợp các bạn re-up thì dẫn đến là Google đánh giá video của các bạn là ăn cắp của người ta, nên Google sẽ không mở khóa cho các bạn. Đây là cái kênh của tôi đã lấy lại được sau 3 ngày. Sau 3 ngày đây đó. Thì như vậy là tôi đã lấy được cái kênh. Nhưng khi xét lại thì Google đã báo trong trường hợp của tôi rằng, đây các bạn hãy vào trong cái thư này và các bạn hãy xem đây, copyright là tất cả những video của tôi. Ở đây Google gửi về là copyright, là có nghĩa là video của tôi, là tất cả những video này là dính về bản quyền, nhưng ở đây là bản quyền về âm thanh, bản quyền này nhẹ không có nặng nên không sao, Google đã trả về và tôi sẽ xử lý lại những cái video bị vi phạm bản quyền về âm thanh này như thế nào. Thì bây giờ tôi cũng bật những video mà bị vi phạm bản quyền nó lên cho các bạn xem và xử lý. Thì để trước khi bật những video mà vi phạm bản quyền này về âm thanh thì tôi sẽ bật những cái tính năng lên để cho các bạn xem. Đây là những video mà vi phạm về bản quyền âm thanh. Ví dụ như là video này là do tôi tự quay, nhưng mà âm thanh là tôi lấy nhạc ở trên những cái trang khác, không phải là âm thanh của mình nên bị dính bản quyền về âm thanh, như là Con Bò Con hoặc là Con Heo Đất, bài hát Con Heo Đất của Xuân Mai là tôi lấy thì bị dính bản quyền đó. Và cái hiện tượng như vậy là dẫn đến tích kênh, thì điều đó là dĩ nhiên khi mà Google đã quét. Nhưng cái kênh của tôi á thì nó về bản quyền thì nó nhẹ không có nặng nên tôi kháng cáo thành công. Thì cái biểu mẫu mà tôi đã kháng cáo với Google thì một ngày thứ nhất là Google gửi cho tôi về á, là ngày 23 đây. Thì ngày 23, 24, 25, 26, 27 có nghĩa là khuya ngày 23 là hình như là 11 giờ á, là Google nó gửi cho tôi cái mail thông báo là kênh tôi bị khóa. Thì tôi cũng bình tĩnh và cũng làm những thao tác kháng cáo lại Google thôi, vì tôi biết cái kênh của tôi là tự làm nên không sao. Thì đây là cái đường link mà Google đã gửi về cho tôi báo cáo là cái link của tôi bị ra đi, cái kênh của tôi bị ra đi. Và đây là những dòng thư mà tôi gửi cho Google, thì các bạn hãy xem đây. Và nếu như các bạn nào tình trạng cái kênh bị chết thì các bạn hãy kháng cáo và kháng cáo liên tục, có nghĩa là các bạn sẽ gửi cái thư đầu tiên là cái ngày mà Google gửi cho các bạn cái thư là bị chặn lại, bị tạm khóa, thì các bạn hãy gửi ngay lập tức thời gian đó. Và tầm có khoảng 2-3 tiếng đồng hồ sau thì các bạn gửi thêm một tin nữa, và ngày hôm sau các bạn sẽ gửi thêm một tin nữa, và cứ như thế các bạn gửi 2-3 tin gì đó, hoặc các bạn gửi trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì các bạn gửi tiếp tục. Và khi nào các bạn rảnh thì các bạn gửi một thư như vậy để nói với Google rằng là các bạn không vi phạm về chính sách của Google. Thì thư của tôi như sau. Thì đầu tiên các bạn có một cái lời chào, thì thư tôi gửi như sau. Thì chào YouTube, YouTube đã nhầm lẫn và khóa tài khoản của tôi. Tất cả video do tôi sáng tạo và không lấy bất cứ bản quyền của ai. Hãy mở khóa tài khoản của tôi ra. Cảm ơn. Như vậy đó là đầu tiên của tôi làm. Và cái câu thứ hai là lần hai tôi gửi cho Google, đó là YouTube mở kênh cho tôi vì kênh của tôi không vi phạm chính sách, do bị nhầm lẫn Google đã phá kênh của tôi. Tôi yêu cầu YouTube hãy mở tài khoản của tôi ngay lập tức như vậy. Và lần thứ ba tôi yêu cầu YouTube mở tài khoản của tôi ra do bị nhầm lẫn và tôi không bị vi phạm chính sách của YouTube, yêu cầu mở tài khoản của tôi ra ngay lập tức. Thì tôi gửi 3 cái tin này, thì tôi đợi trong vòng 3 ngày thì kênh của tôi đã hoàn toàn là khôi phục lại. Thì đây là biểu mẫu mà các bạn hãy làm theo và gửi lên Google, thì chắc chắn rằng kênh của các bạn là lấy lại được, nhưng với điều kiện là kênh của các bạn là dưới dạng là content, nghĩa là các bạn tự làm nha.